Công ty điện lạnh TNT kính gửi quý nhà thầu kho lạnh, lạnh công nghiệp và khách hàng. Xin giới thiệu bộ cảnh báo nhiệt độ qua điện thoại dùng 4G, Wi-Fi. Model sản phẩm SF128. Sau đây là hướng dẫn cách cài đặt thiết bị qua điện thoại. Bước 1, tải app Tuy Smart và đăng nhập tài khoản Gmail của bạn. Bước 2, nhấn set giữ 5 giây đến khi nghe tiếng tích để mở biểu tượng khóa trên bộ điều khiển. Bước 3, nhấn cùng lúc nút set và mũi tên xuống đến khi nghe tiếng tích và bộ điều khiển hiển thị SAR là mở chế độ cho phép tìm kiếm. Bước 4, mở Bluetooth và Wi-Fi, sau đó vào app Tuy Smart và vào tìm kiếm thiết bị. Lưu ý, lần đầu tiên kết nối, thiết bị và điện thoại phải sử dụng cùng một mạng Wi-Fi với tần số là 2.4 GHz. Bước 5, khi tìm kiếm được thiết bị, ta nhấn vào dấu cộng bên phải phía trên điện thoại. Nếu muốn thêm thiết bị sau đó nhấn Add. Bước 6, nhập tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi. Bước 7, đặt tên cho thiết bị, ví dụ, kho lạnh 1, rồi nhấn Hoàn tất để vào giao diện chính của app để hiển thị nhiệt độ kho. Bước 8, thêm thiết bị thành công, khung thông báo sẽ hiện ra khi bạn sử dụng lần đầu tiên, kiểm tra để hiển thị thông báo, báo động những thông tin bất thường, sau đó có thể đặt tên cho thiết bị, tùy chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu. Lưu ý, trường hợp sử dụng ứng dụng để tùy chỉnh nhiệt độ, cần thiết lập trạng thái mở khóa thiết bị, cùng lúc nhấn nút Set và Defrost trong 3 giây, đến khi hiển thị CAN là chức năng cho phép điều khiển từ xa. Nếu không thì thông tin trên ứng dụng chỉ có thể xem và không thể khống chế nhiệt độ từ xa. Bước 9, cài đặt nhiệt độ. Vào phần biểu tượng nhà tôi, sau đó vào biểu tượng Setting, bạn sẽ thấy Sensor 1 Temperature, cài đặt nhiệt độ yêu cầu kho lạnh đạt nhiệt độ. Alarm Switch, chọn On, Off cho cảnh báo nhiệt độ qua tin nhắn điện thoại. 2 tem Alarm, cảnh báo nhiệt độ cao quá mức cho phép, ví dụ 30 độ C. Low tem Alarm, cảnh báo nhiệt độ thấp quá mức cho phép, ví dụ trừ 25 độ C. Light, On, Off đèn trong kho, hoặc đấu nối qua relay trung gian tắt mở máy nén từ điện thoại từ xa. Bước 10, chia sẻ thiết bị. Sau khi tài khoản chính kết nối Wi-Fi thông qua mạng phù hợp, có thể chia sẻ với nhiều tài khoản Tuy Smart khác, tài khoản phụ, chia sẻ thông tin thiết bị cùng dùng app Tuy. Tài khoản chính có thể thực hiện thao tác hủy chia sẻ hoặc đặt thời gian chia sẻ cho thiết bị dùng chung. Bước đầu tiên, trong giao diện chính của thông tin thiết bị, nhấp vào biểu tượng thông tin thiết bị ở góc trên bên phải. Sau khi nhập trang thông tin thiết bị, hãy nhấp vào cột có cây viết chia sẻ thiết bị. Tiếp theo, bấm thêm chia sẻ, vào trang chia sẻ. Có thể thấy chia sẻ tài khoản Tuy cho ứng dụng Zalo, email, Viber, WeChat, tin nhắn, email. Bộ giám sát nhiệt độ bằng Wi-Fi, 4G khiêm điều khiển nhiệt độ với các tính năng tương tự như PLR05 và EG108, điều khiển máy nén, quạt dàn lạnh, xả đá. Bộ SF128 dễ sử dụng như PLR05 và EG108 và cả ba đều cùng nhà máy sản xuất, thương hiệu uy tín có mặt tại thị trường Việt Nam trên 20 năm. Sản phẩm giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Hàng luôn có sẵn. Quý khách hàng vui lòng kết bạn Zalo với số thuê bao 0909357111 để được tư vấn thêm và hướng dẫn sử dụng. Rất mong bộ giám sát nhiệt độ đáp ứng đúng nhu cầu quý khách hàng, để công ty điện lạnh TNT có cơ hội phục vụ một ngày gần nhất. Công ty điện lạnh TNT kính gửi quý nhà thầu kho lạnh, lạnh công nghiệp và khách hàng. Xin giới thiệu bộ cảnh báo nhiệt độ qua